Thưa quý vị, sản phẩm lưu niệm quà tặng chiếm một phần quan trọng trong doanh thu lĩnh vực dịch vụ du lịch, đồng thời là một kênh truyền thông quảng bá văn hóa hiệu quả khi theo chân khách du lịch trở về. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng phát triển các sản phẩm lưu niệm quà tặng mang đậm nét văn hóa cổ đô Huế. Dù thực tế cho thấy những chuyển biến khá tích cực, tuy nhiên so với tiềm năng và mục tiêu đề ra vẫn còn nhiều hạn chế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mỗi năm, Thừa Thiên Huế đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Ngoài các hoạt động tham quan, ăn uống thì việc chọn mua những món hàng lưu niệm cũng được du khách quan tâm để mang về cho người thân bạn bè. Hiện nay, số lượng mặt hàng quà lưu niệm khá đa dạng với nhiều mẫu mã, loại hình cùng nhiều công dụng khác nhau. Một số món quà lưu niệm phổ biến có thể kể đến như nón lá, áo dài, dây dép công đình, các sản phẩm thủ công như giỏ, túi xách, mô hình thu hút nhiều du khách mua sắm. Chiếc nón, áo dài